kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển. Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua Việt Nam đã có nhiều hành động giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, trong đó tập trung xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, xây dựng các chiến lược, chương trình phát triển tập trung vào kinh tế số, kinh tế xanh tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Tại cuộc tọa đàm, Thủ tướng đã trả lời nhiều câu hỏi đến từ các doanh nghiệp của WEF liên quan đến cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Vấn đề bảo mật và sử dụng dữ liệu, kế hoạch hỗ trợ cho giới trẻ Việt Nam tham gia các ngành mới nổi. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, luôn lắng nghe, kịp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, làm ăn kinh doanh lâu dài, phát triển bền vững tại Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và các nội dung khác. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 mới đây đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và các bộ chiến sĩ 6 tháng đầu năm 2024. Tại buổi đối thoại, các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đảng viên, đoàn viên, hội viên được thảo luận bày tỏ những suy nghĩ, kiến nghị của bản thân, của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức đảng luôn được giữ vững, nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật quân đội ngày càng chuyển biến tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam ghi nhận biểu dương việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các ủy chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, thực hiện nghiêm các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy chỉ huy các cấp theo quy định. Lãi suất huy động của hầu hết ngân hàng đang tăng trở lại. Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, mức cao nhất lên đến 6% một năm, chủ yếu dành cho kỳ hạn dài, tập trung ở khối ngân hàng tư nhân nhỏ. Số liệu thống kê cho thấy lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại lớn đã chạm đáy 4,35% một năm vào cuối tháng 3 2024. Lãi suất huy động cùng kỳ hạn với nhóm ngân hàng thương mại khác và nhóm Big 4 gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank chạm đáy lần lượt là 4,52% một năm và 4,68% một năm vào đầu tháng 4. Thế nhưng đến nay lãi suất của những ngân hàng thương mại lớn và ngân hàng thương mại khác đã nhích lên lần lượt đạt 4,75% một năm và 4,98% một năm. Theo các chuyên gia ngành ngân hàng, mặt bằng lãi suất huy động nhích nhẹ trong quý 2 và quý 3 2024 tăng 0,3-0,5%, đồng thời áp lực tăng có thể sẽ gia tăng trong quý 4 2024 và kỳ vọng cả năm lãi suất có thể tăng 0,5-1%. Tuy nhiên, trước bối cảnh các kênh đầu tư khác khó tăng cao, kể cả bất động sản, chứng khoán và vàng đã được ngân hàng nhà nước kiểm soát thị trường bình ổn giá, nên nguồn tiền nhàn rỗi tiếp tục chọn ngân hàng trú ẩn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo ngày đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Chiều tối và tối nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 14 giờ ngày hôm nay trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại.